chỉ vài chục triệu thôi quý anh chị nha, chỉ vài chục triệu thôi đó. Vâng, chào quý chị nhé. Ngày hôm nay thì em Trung cũng tiện thể ghé thăm ông anh ruột. Đó thì ngày hôm nay thì cũng còn vài mẫu xe 7 chỗ ngồi, giá cực kỳ rẻ và siêu rẻ cho quý anh chị nhé. Thì ngày hôm nay thì anh chị quan tâm mẫu xe nào thì alo số điện thoại 0933518068 nhé quý anh chị. Thì cả xe tải nữa quý anh chị nhá, tải nhỏ và tất cả cái thì anh trai này anh cũng chuyên xe chuyên gọi là chuyên xe tải thôi. Nhưng mà con Everest này bán bao tiền ạ? Được 200 nói chung trên 250 em rồi. À, trên 250 thì cũng giá cũng hợp lý mà, 7 chỗ ngồi. Nói chung được cái màu hồng phấn rất là đẹp luôn. So với thị trường bây giờ phải nói là rất là rẻ cho quý anh chị mẫu xe Everest 7 chỗ ngồi. Xe này máy dầu như quý anh chị turbo, được cái nội thất rất đẹp như quý anh chị nhá. Tất cả cái xe này thì phải nói là zin toàn tập cho quý anh chị, biển số Lâm Đồng 49 thì cái đó không cần phải mở đâu anh. Này, được. Ui, phải đã này. Đẹp cứ như tiên xa như cậu với mợ quý anh chị. Vô lăng phải không? Như anh chị nhìn cái củ số vô lăng nó đẹp hay không là nhìn từng tiết nội thất đẹp từ trong ra ngoài. Cũng hơn 200 triệu. Innova kia đời bao nhiêu anh? Innova đời 2015. 2015. Xe này bán bao tiền hả? À, trên 300 triệu. 2015 mà chỉ có hơn 300 triệu quý anh chị. Innova. Và cái Everest này đời bao nhiêu đấy? 4 số một chủ từ đầu luôn. 207 hả? Cái này giá anh chị quan tâm mẫu xe nào thì cứ alo cho mình trực tiếp, đây vỏ lốp của quý anh chị rất đẹp, rất mới. Đấy. Nói chung là màu đen anh chị hợp phong thủy màu đen thì alo nhá. Vỏ lốp cũng rất là đẹp luôn. Đó. Đây là mọi vấn đề đó thì ở đây những cái xe này thì bán cho quý anh chị là không có chuyện mà tai nạn đâm đụng quý anh chị. Đó. Giá cũng chỉ có 200 hơn 200 chút thôi. Đăng kiểm tháng 3 năm 2024 quý anh chị. Cái xe những mẫu xe này thì đăng kiểm 1 năm nhá. Đây Innova đây quý anh chị không? Được cái màu rất là đẹp nổi. 2015 mẫu mới form mới, ông rất là yêu luôn. Đây quý anh chị vỏ lốp này, nào, rất là đẹp. Xe này lăn quanh đâu đó khoảng hơn 300 quý anh chị đây. Em nó trang bị thêm màn hình Android, cam hành trình, tất cả cái đều là đầy đủ quý anh chị. Form mới mẫu mới này quý anh chị nhìn vô là không? Phải nói là rất là đẹp luôn. Nội thất rất yêu đây quý anh chị. Cái anh chị này nhìn những cái tắp bì của em nó rất yêu luôn. Keo chỉ không mất phân nào đâu quý anh chị nha. Em nó được trang bị thêm cái nó sàn 5D rồi, sạch sẽ gọn gàng. Xe này xe gia đình, chuẩn xe gia đình quý anh chị. Mua về thì quý anh chị mua về thì chỉ việc sử dụng đi thôi. Đấy quý anh chị. Được cái nước sơn của em nó thì cũng rất là yêu luôn, rất đẹp. Đấy quý anh chị, màu rất nổi quý anh chị này. Đây quý anh chị từng nhìn tem mạc này, rất yêu luôn. Keo chỉ không mất phân nào, máy xe này thì quý anh chị cũng cần phải suy nghĩ rồi. Innova bây giờ phải nói là ngày xưa anh chị thấy không? Được cái form mới, mẫu mới 2015 nha quý anh chị nha. Xe này anh chị mua về kinh doanh dịch vụ rất là ok luôn. Vô lăng rất đẹp. Đây ô đô của nó thì em Trung sẽ mở luôn cái phần ô đô quý anh chị. Không có chìa khóa. Em nó trang bị thêm màn hình Android, cam hành trình, tất cả cái đều đầy cho. Đây tất cả cái vỏ lốp rất đẹp cho quý anh chị nha. Form mới, mẫu mới, biển số Lâm Đồng quý anh chị. Đăng kiểm tới tháng 4 năm 2024, cả năm xe này rất dài, rất xa. Đó thì anh chị quan tâm mẫu xe nào thì đây đằng bên này còn cái xe tải của anh chị. Xe này cũng vài chục. Anh chị mua về Taco Toner này. Đó. Xe này mấy chục triệu à? Đó. Quý anh chị không? Đó. Xe này thì anh chị cứ quan tâm mẫu xe tải hay là xe du lịch thì liên hệ vô số hotline nhé. Số 0933 513068. Anh Tuấn đó. Gọi là anh Tuấn Bồng Lai quý anh chị. Đó thì anh trai này anh có ở ngay chỗ quốc lộ đó, ngay đối diện với lại Taco Trường Hải quý anh chị đó. Ở đây thì phải nói là được cái anh trai này anh bán xe để bán chơi cho vui chứ mà đó, có việc làm được quý anh chị, nhưng mà giá rất hữu nghị và thực tế của lần quý anh chị nha. Nên là mọi vấn đề đó thì anh chị cứ quan tâm mẫu xe nào thì chụp lại cái màn hình đó. Đó thì thôi, cuối video thì em Trung chúc quý anh chị nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Chỉ vài chục triệu thôi quý anh chị nha, chỉ vài chục triệu thôi đó. Thì thôi, chào bà con em và hẹn gặp lại quý anh chị những video tiếp theo nhé. Thì những cái video này thì anh chị quan tâm mẫu xe này ở cửa hàng thì cứ gọi điện vô số 0933 513068 nhé. Thôi chào bà con và hẹn gặp lại những video tiếp theo nhé.